Mình xin chào tất cả các anh em. Mình rất vui khi hôm nay được anh Hội đến từ xã Cán Khê, huyện Như Thanh tới tại cơ sở nhà phân phối mô tô xe táp Hoàng Ngọc Xuân để sắm một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp anh em nhé. Vâng, thì anh em có nhận ra bạn này là ai không ạ? Đó là bạn Tú. Thì hôm trước thì bạn Tú cách đây khoảng tầm được 10 ngày đấy em nhỉ? 10 ngày thì em Tú có xuống nhà mình lấy một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp. Và sau khi em Tú lấy máy về thì có anh Hội đây cũng là bạn thợ với nhau ở trên cái xã đấy, ở trên cái huyện đấy, và có giới thiệu và anh Hội có xuống nhà mình. Và bây giờ hiện tại thì anh Hội đã lấy một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp và kèm theo cả máy tính bảng luôn. Và hiện tại thì anh Hội xuống cho mình từ lúc buổi trưa, và bây giờ thì cũng thực hành cũng được hơn một tiếng rồi. Và anh Hội cũng đang thực hành cái chức năng kiểm tra chuyên sâu cái lỗi trong giải cảm biến oxy. Vâng ạ. Bây giờ thì anh Hội nó máy nóng rồi thì anh Hội không lên ga nữa, để cho nó tự động kiểm tra. Vâng ạ, đấy. Thì sau khi mà máy nóng rồi thì anh Hội kiểm tra chỉ khoảng tầm 3 phút thôi thì chắc chắn thì sẽ có kết quả được còn cảm biến oxy này còn tốt hay không. Đó là một kiểm tra cái lỗi trong giải rất quan trọng. Và cái lỗi trong giải này thì nếu anh em chưa được đào tạo hệ thống phun xăng điện tử thì rất khó để nhận biết được một cảm biến đó còn tốt hay không. Đấy, và sẽ nhờ vào máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp để kiểm tra anh em nhá. Vâng, như anh em nào mà đầu tư máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp mà muốn về tại cơ sở nhà phân phối của mình thì anh em vui lòng gọi cho mình, thì mình sẽ gửi định vị qua Zalo và anh em có thể là tới tại cơ sở mình để thực hành và lấy máy. Còn những anh em nào mà ở xa không thể tới lấy máy được thì mình sẽ gửi máy qua đường bưu điện và anh em nhận máy thì với thanh toán anh em nhá. Và tất cả anh em thì đều được mình hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình trong suốt khoảng thời gian anh em làm nghề anh em ạ. Vâng, thì mình có quay một đoạn video để chia sẻ đến cho anh em là có anh Hội tới tại cơ sở mình để lấy máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe táp phiên bản mới nhất V2.8. Thì bây giờ thì mình xin kết thúc cái video để tiếp tục quay về cái chương trình để tiếp tục thực hành cho anh Hội để lấy máy trong chiều hôm nay. Kết quả như thế nào anh? Vâng ạ, vâng, ok. Như vậy là mình xin kết thúc cái video để mình tiếp tục hướng dẫn cho anh Hội. Anh Hội có thể là vẫy tay chào anh em thợ sửa xe máy toàn quốc chút ạ. Tú có thể là em cảm ơn Tú nhá. Vâng, cảm ơn anh Hội. Rồi, xin chào tất cả các anh em.